Trong khi Mỹ tăng thuế quan đối với hàng hóa trị giá 200 tỷ đô la của Trung Quốc, Trung Quốc đã tìm thêm những cách khác để trả đũa Mỹ, ngoài việc tăng thuế đối với một số hàng hóa của Mỹ. Trong một hành động gây bất ngờ, Trung Quốc đã cắt giảm 6,5 tỷ đô la giá trị thịt heo nhập khẩu từ Mỹ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nông dân chăn nuôi heo ở Mỹ, vì Trung Quốc là nước mua thịt heo Mỹ lớn thứ hai. Ít ai ngờ, Trung Quốc sẽ có hành động này vào thời điểm các trang trại nuôi heo nội địa của họ bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch sốt lợn châu Phi. Một số bản tin cho biết, người nông dân chăn nuôi heo Trung Quốc có nguy cơ mất 1/3 nguồn gia súc của họ. Phát biểu về tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tại cuộc họp báo hôm 16 tháng 5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói, Trung Quốc mong muốn giải quyết các xung đột như vậy thông qua đàm phán và tham vấn. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin hôm 15 tháng 5 nói, ông có thể sẽ tới Bắc Kinh sớm để tiếp tục đàm phán với các đối tác Trung Quốc khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tìm cách cứu vãn các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh thương mại kéo dài. Tranh chấp xảy ra vào một thời điểm khó khăn cho nền kinh tế Trung Quốc. Giữa căng thẳng thương mại, con số kỷ lục 8 triệu sinh viên tốt nghiệp đại học Trung Quốc sẽ tham gia thị trường việc làm vào mùa hè này. Trong khi đó, cơ hội việc làm ở Trung Quốc đang suy yếu dần khi Trung Quốc cố gắng tránh xa các ngành công nghiệp thâm dụng lao động. Nhiều công việc đã được thay thế bằng robot, gây thêm áp lực cho người tìm việc.